Boston going up against Jason Berry. This is going to be a good final. Không biết các bạn có coi phim Fast and Furious mà cái phần mà thằng này Johnny Chen đúng không? Yeah. Mà lái đua với thằng Jesse á. Yeah. Ở ngoài sa mạc á. Y chang vậy luôn nè. Bữa nay ấy. Hả? Mình gọi là race mode. Ủa mày lái vậy? Khánh tóc dài. Dài hả? Hôm nay Khánh tóc dài sẽ dắt các bạn đi đâu? Hả? Hôm nay Khánh tóc dài sẽ dắt các bạn đi đâu? Đi đua xe. Coi xe luôn. Chịch cũng hả? Thì các bạn có nhớ cái cảnh không, như là đậu xe ngoài sa mạc rồi đua. Bữa nay cũng đua xe luôn chứ không phải là trip nữa. Trên một hồi Nguyên sẽ dẫn các bạn đi coi đua xe như thế nào. LLD in the second place, number 156, Sun Lee with a 2015. In the first place, number 118, Kenny West. Ok các bạn, đây là cái chiếc xe mà y chang xe của Nguyên luôn á, mà cái màu khác. Và họ làm wide body luôn nè, thấy không? Và họ gắn cái Nguyên này nè, cái cánh này nè. Cái này là cái mà xe Khánh nó chuẩn bị mua, với lại chắc Nguyên sẽ mua cho xe của Nguyên. Các bạn nghĩ sao? Comment ở bên dưới. Ồ, mẹ nhìn ở ngoài rất là mê luôn. Nó gọi là cổ của Thiên Nga, của mấy con vịt, của mấy con Thiên Nga. Nó cổ của con Thiên Nga. Các bạn nhìn xa giống hệt được không? Như là cổ của mấy cái con mà Thiên Nga vậy đó. Đó, y chang à. Rất là đẹp. Ôi Khánh, giờ mày nói cho các bạn biết cái cuộc chơi này sao vậy? Là hôm nay là họ đua coi chạy bao nhiêu giây á. Chứ đâu phải là đua hơn thua đâu phải không? Hơn thua thắng nhau cái số giây thôi. Cái số giây á, thấy cái bảng dưới không? Cũng thú vị á. Bảng dưới á, bao nhiêu giây. Ôi xe ben luôn. Conditions are ideal for an all-weather car. We'll see what happens here. 9, 18, 19.
tại chiếc xe này mới nãy các bạn thấy là nó chạy giữa đường rồi nó không có chạy tiếp được, có lẽ cái máy nó bị hư, cho nên anh chàng này rất là tức giận để muốn phá vỡ cái kỷ lục là chạy tới đích phải phá vỡ được 8 giây phải không, cho nên bây giờ anh ta rất là tức nên ta sẽ thay cái máy đó. Các bạn sẽ thấy hôm nay phải nói là cái event này hứng thú một cái là có này, có nghĩa là dù bạn thua nhưng mà bạn phải không có bỏ cuộc, phải chơi tiếp. Đúng rồi, bạn phải chơi tiếp tục phải không, nhưng bạn phải cố gắng, dù chưa làm được nhưng mà phải làm tiếp tục. Giờ là phải tháo máy ra làm tiếp, gắn máy khác vô chơi tiếp, tại vì hiện tại chiếc này, cái máy này là nó chưa phá được kỷ lục, nó mới chạy được 9 giây thôi. Cái coi sau khi thay máy vô thì nó có phá vỡ kỷ lục được không, các bạn ở chơi tiếp. Và cái xe này là cái project mà cái hãng sponsor của anh Khánh á. Đó xe anh Khánh nè các bạn. Giờ là bắt đầu là cái bước tiến trình là họ lấy cái máy ra. Họ lấy cái máy ra, sau đó là họ lắp cái máy mới vô. Hình như máy kia cũng Honda luôn không? Hình như sắp hết giờ rồi nên phải làm liền. Tại đâu ai lái nữa đâu, giờ là chỉ còn chiếc này. Tại sắp sửa hết giờ rồi cho nên phải làm gấp rút. Phải nói là đội ngũ rất là chuyên nghiệp. Biệt danh của anh ta là Nguyên gọi và Khánh gọi là Andy Vũ. Tại vì cả hai đều thích xe Honda và chơi hết mình vì đam mê. Nhớ sau khi chạy đó các bạn, ghê không? Nhớ là nhớ của đặc biệt đó, của đua đó. Cái mùi rất là thơm, nếu mà các bạn chứng kiến ở ngay đây rất là thơm. Mà một lần đua đó, cái nước nhớ nó ra kìa, quá dơ luôn. Rất là dơ. Giờ họ chuẩn bị bỏ máy vô nè, kéo cái máy này ra. Xin lỗi các bạn là cái âm thanh nó hơi tệ nha, tại vì ở đây là cái đấu trường á, cái chỗ đua cho nên nó ồn quá. Đây là cái quá trình mà họ tháo máy ra đó. Mình quay lại cho các bạn coi. Đó, bạn nhấn cái đó xuống để nó lấy ra nè, đó. Rất là nặng các bạn thấy không? Có. Không biết cái máy này phá vỡ kỷ lục không. Mời các bạn hãy đón xem tập 2 và tuần sau. Nói giỡn thôi, coi tiếp đi. Đây là Andy Vũ, mình đã tiếp cận được Andy Vũ. Andy Vũ tóc dài. Andy Vũ tóc co được gặp ha. Hello.
Santa convert the transmission. I gotta change the selector. Good job, Daniel. What do you think? Nếu mà cái máy này chạy không phải được kỹ thuật quá thì bắt buộc phải dùng đến xe của Khánh tóc dài. Sorry. Đáng thôi. Yeah, I know, you guys are wrong. But I still need the 14-1. Thì nó cũng giống như cái công đoạn mới nãy thôi, cho nên Nguyên không có quay nữa, tại vì để dành thẻ nhớ để một hồi mà khi ra lại trường đua đó thì quay cho các bạn coi. Bây giờ là đội hình ra xe lần cuối cùng. Good luck Doc. Good luck. Yo, thanks man. I'm all zoned out right now. Yeah. Bây giờ thì Khánh tóc dài phóng viên đang đi camera bên kia. Nguyên sẽ để hai màn hình thì các bạn sẽ chứng kiến được cái chiếc xe này có phá được cái kỷ lục hay là không. Hiện tại Nguyên đang trực tiếp hai màn hình. Nguyên thì đứng ngay cái chỗ điểm xuất phát, còn Khánh thì nó đang bên đi theo chiếc xe để ủng hộ tinh thần. 86, I'm calling you. Hả? I think nó sẽ có 86. Yeah. 86. 8.6 seconds. Dưới 800. Thôi đi chạy ở đây coi. Tại đây là cái chỗ mà chuẩn bị bắt đầu xuất phát rồi các bạn. Trận đua cuối cùng. Và hiện tại thì ở trường quay thì có rất là nhiều khán giả đang nôn nóng đợi phút cuối cùng ai sẽ là nhà vô địch phá vỡ cái kỷ lục. Ok các bạn, thì Khánh đó, nó đứng ở đằng kia, còn Nguyên thì đứng ở đây là ngay cái bảng đèn nè. Bảng đèn có nghĩa là nó tính bao nhiêu giây để coi có phá kỷ lục không. Nguyên phải đi bộ tuốt rồi nè, không rất là xa. Cho nên ai coi được cái này thì nhớ like, comment nha. Cho Nguyên một cái like. Vì đã đi bộ rất là mỏi chân, sáng giờ mỏi chân lắm rồi. Dẫn 900. Trước khi mà cái video này chấm dứt á, chúng Nguyên nói một cái nha. Có nón mới rồi.
không đội nón kia nữa. Nói chơi thôi, chứ nón kia là để đi tập, rồi lâu lâu Nguyên vẫn phải thay đổi thôi. Nón này á là Nguyên được từ cái event cũ về xe đó, cái kỳ rồi các bạn coi đó, thì được cái nón này free của hãng xe, của hãng vỏ xe của đại hàng Hankook. Ok, Nguyên không nói nhiều nữa, tại video quá dài rồi. Thì bây giờ Nguyên muốn nói luôn á là Nguyên và Khánh rất là vui, mà đặc biệt là nó, tại vì đây là giải thưởng của nó. Nguyên chở từ ở ngoài trên tường xuống cho các bạn coi. Instafame giải Best Performance FS, có nghĩa là cái tên chiếc xe của nó, năm 2017. Ok, đây, đây là cái bảng, cái bằng gì đó. Ok, rất là vui luôn. Nguyên và Khánh không có ngẫm nghĩ là được cái bằng này, tại vì ngoài xe của Nguyên và Khánh ra có rất là nhiều xe đẹp, có rất rất là nhiều xe mắc tiền hơn nữa. Đó là cách mà họ chấm điểm cho những cái cuộc event trước. Thậm chí tụi này lái xe cả 6 tiếng đồng hồ lên trên cái event San Jose. Lúc đầu rất là vui tại vì được họ mời, rồi lên trên đó. Lúc đầu các bạn biết mà đi show xe thì lúc nào cũng ngẫm nghĩ là xe mình chắc cũng sẽ có được vô, cũng có cửa vô, cũng có thể thắng. Nhưng mà bạn chưa ra được đại dương thì bạn chưa biết cá nó bự cỡ nào, khi mà bạn vẫn còn trong cái hồ. Sau khi những cái hùng hẫn đó thì tụi này mới nhận ra là mình phải coi là cái khuyết điểm xe mình thiếu cái gì, xe mình cần phải làm gì để bổ sung. Nhưng mà trên hết tất cả, mình tham dự những cuộc thi này thắng giải là cái mà mình cần. Nhưng đó không phải để khẳng định rằng cái đam mê của mình. Cái đam mê của mình không cần phải có giải. Cái đam mê của mình là bạn có chịu bỏ công sức và thời gian ra không để bạn làm nó, phải không? Và bạn không cần thiết phải nhận lại được những gì. Nếu mà nhận lại được thì vui, còn nếu không nhận được thì không sao đâu bạn. Tại vì bạn biết được rằng là bạn đã chiến thắng được bản thân mình, là bạn đã chịu dành dụm bỏ công sức ra để làm nó, để thực hiện nó. Để chi? Để cho cái lòng của bạn cảm thấy an tâm, cái lòng của bạn cảm thấy vui là vì bạn đã thực hiện được nó. Đó là cái quan trọng nhất. Thì nói lại một lần nữa đó, thì cái bằng này á, thì cái bằng khen này á là Nguyên mới nói với bạn á là tụi này fail rất là nhiều, đi hầu như cả chục show rồi. Lúc đầu rất là phấn khởi quay tùm lum hết. Rồi ngày hôm qua Nguyên định quay lại cho các bạn là Khánh nó sẽ thi đấu như thế này từ buổi sớm. Đó là lý do mà các bạn thấy khúc đầu Nguyên không có giới thiệu là Khánh nó viết cái số này lên là nó sẽ thi đấu xe của nó để thắng giải. Tại vì tụi này biết thế nào cũng không có được giải đâu. Với lại một phần nữa các bạn là bạn phải có xe thật đẹp, xe thật mà mắc tiền. Và có khi bạn phải quen ban tổ chức. Có nhiều cái giải tụi này mới biết được là bạn phải quen quen tổ chức này nọ, bạn mới được cúp, bạn mới được giải. Có nhiều người rất là thất vọng và bỏ chơi. Nhưng mà đối với hai đứa này á, là đi show xe thi đấu là để học hỏi thêm, để giao lưu. Tại vì để vô được cái nơi mà có nhiều cái đam mê, chứ không phải tụi này đi để nhận được những cái này. Những cái này nhận được càng vui, rất là vui thôi. Còn không nhận được thì thôi, không sao, không buồn, cũng không ganh tị, phải không các bạn? Thì đó là cái ý mà Nguyên muốn nói như thế đó. Thì trở lại vấn đề là Nguyên không có giới thiệu về cái cuộc thi đấu như thế nào, là tại vì biết thế nào tụi này cũng không có được giải. Cho đến khi mà tụi này nhận giải, trước khi nhận giải thì thằng em nó đi theo, nó quay cho thằng Khánh. Lúc đó Nguyên đi ra ngoài quay cái ông mà chuẩn bị thi đấu đó, Nguyên sẽ cho các bạn coi đó. Thì đó, cho nên Nguyên trở lại lúc đó thì mới ngạc nhiên là Khánh nó nhận được giải. Thì lúc đó rất là vui là rốt cuộc cũng đã có thêm một cái giải thứ hai trong cái đam mê làm xe này. Thì Nguyên chỉ muốn nói là rất là vui. Nguyên đăng lên cái giải này, nó không có là gì hết để khoe khoang, phải không các bạn? Nó chỉ là một cái tấm bằng khen treo lên tường thôi. Nhưng mà Nguyên muốn cho các bạn coi là để chi. Các bạn à, Nguyên và Khánh cũng đã thất bại rất là nhiều. Thậm chí hai cái này với cái trước cũng không là gì cả hết á. Cũng không khẳng định là tụi này có xe đẹp, cũng như không khẳng định là tụi này giỏi nhất, không có. Mà là khẳng định rằng đam mê của bạn bỏ ra, rồi có ngày sẽ có người nhận thức được nó, và có người sẽ yêu thích nó, và có người sẽ nhận thức được nó và khen tặng bạn, phải không? Còn nếu họ không có khen tặng bạn, hay là bạn không được
chứng nhận gì hết á, bạn cứ làm tiếp tục, bạn cứ theo đuổi nó, thành công sẽ theo đuổi đến bạn, phải không các bạn? Chúc các bạn có một ngày thật đẹp bên gia đình, và nên nhớ tiếp tục với đam mê của mình và đừng từ bỏ nó. Thì khi bạn từ bỏ nó, cuộc đời này sẽ không có ý nghĩa gì nữa. Làm những điều bạn thích, làm những điều mà trái tim của bạn mách bảo cho bạn, có phải không các bạn? Hiện tại channel được 9.000 subscriber, sắp sửa gần 10.000. Thì tôi muốn nói luôn các bạn là 20.000 subscriber, Nguyên và Khánh sẽ có một cái thông báo rất đặc biệt, và Nguyên biết rằng các bạn cũng sẽ thích, hy vọng là các bạn sẽ thích chứ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều một lần nữa đã ở chung suốt với tụi này trong những cái chặng đường vừa qua. Chỉ nói vậy thôi. Và cái giải tiếp tục chắc Nguyên muốn là có là nút bạc của YouTube. Nói chơi thôi, 100.000 lần khó hay một, nhưng mà biết đâu. Nhưng mà chất lượng còn hơn là số lượng thôi các bạn. 9.000 subscriber cũng đủ là Nguyên vui, cũng đủ cho Nguyên có động lực để Nguyên bước tiếp. Bởi vì không có các bạn, không có các bạn coi, không có bạn bấm like, không có bạn bấm dislike, không có các bạn subscriber, thì không có Nguyên và Khánh. And I'm feeling this is that mystic Mac life, no apologies, king of everything.